Cách viết chữ trên video nhiều màu sắc. Hôm qua cái làm cái video này thì mọi người nói sao mà viết chữ nó có nhiều màu sắc, nó đẹp quá vậy ha. Hôm nay cái làm video này cái hướng dẫn cho mọi người làm nha. Mọi người vào cấp cấp cho gái nha, vào cấp cấp nè. Sau đó mọi người tải video lên nha. Tải video lên. Khi mình tải video lên rồi thì mình sẽ bấm vào cái chữ văn bản nè, có chữ tờ này nha, bấm vào chữ tờ đó, rồi bấm vào A cộng, bấm vào A cộng xong rồi chúng ta sẽ viết, viết ví dụ như là chào cả nhà ha, rồi chúng ta bấm vào dấu tích nha. Đây. Xong rồi mọi người sẽ bấm vào cái chữ A, chữ hiệu ứng này nè nha, bấm vào đó thì nó rất là nhiều màu sắc nha. Chữ nó có rất là nhiều màu sắc nè, mọi người thấy chưa? Đấy, chữ chào cả nhà nó nhiều màu sắc nè. Chúng ta chuyển qua màu vàng nè, chúng ta chuyển qua màu này nè, màu hồng nè, đó, kéo xuống và rất là nhiều kiểu chữ ha, rất là nhiều màu sắc đó. Mọi người bấm vào và sau đó thì bấm vào dấu tích nha để chọn. Nếu mà mình muốn kéo dài cái đoạn chữ này nó ra nữa thì chúng ta sẽ bấm vào cái thanh màu trắng này và chúng ta kéo nó ra ha. Kéo ra nó dài ra video, hết cái video chẳng hạn. Để chúng ta muốn viết thêm chữ nữa thì chúng ta kéo bớt nó ngắn lại và chúng ta lại viết thêm, bấm vào và viết thêm chữ ha. Hoặc là chúng ta muốn sử dụng dán nhãn thì chúng ta bấm vào dán nhãn và nó có rất là nhiều dán nhãn đó. Chúng ta chọn cái dán nhãn này chẳng hạn ha, thì đó, chúng ta bấm vào dấu tích và khi mà video nó chạy thì mọi người thấy nó dán nhãn nó hoạt động ha. Sau đó thì nhớ là cái phần cuối cùng này nè, cái chỗ mà cáp cách này nè, thì mọi người bấm vào cái ô đó và mọi người bấm là xóa ha, để khi video của chúng ta nó chạy tới đây là nó hết, nó không có cái chữ cáp cách đằng đuôi nha đó. Và xuất video ha, chúc mọi người thành công.